Đó, đây là kêu bằng lò đinh lăng luôn. Vậy cái cây mà con rồng phụng này là nhiêu một hũ vậy chị? Hũ rồng này là 6 triệu. Lò đinh lăng ở bên Vĩnh Long nha. Cây nào cây nấy là như mấy cây bự bự như là chuyện nhiêu năm chị? Cái này nè. 10 triệu. Cái cây này chắc lâu năm dữ ha. Nó dài. Đây cái bình này là 10 triệu. Đó, 40 năm chưa 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 được cái cũ này nha. Đó, cao là khoảng 1m4 đó. Lăng còn đây là 7 triệu hả, 6 triệu hả, rồng phụng là 6 triệu hả? Đó, rồng phụng đây, bên đây là rồng. Còn cái hũ to này 10 triệu luôn. Này ba bốn cây dồn lại hả, ba bốn bộ dồn lại hả? Đó, này hũ lớn một bộ của nó đó, nhưng mà đó, hả? Tại vì nó nằm trong góc dừa á, cho nên là À, không hết cái này là đinh lăng kêu bằng khủng không nha. À, hũ này 10 triệu rồi, cái bên này cho giá luôn, con gà nhiêu này? 7 triệu. Con gà nhỏ nhiêu? Hai triệu. Ở này giá để ta coi cái ta lợi ta mua luôn rồi cho lẹ. 6 triệu, bình này 6 triệu ở trong. Rồi hai cặp nhỏ này nhiêu? Một cặp luôn đó, hả? À, một cặp nhỏ là 3 triệu. Đó. Rồi anh em cứ chiêm ngưỡng đi đầu cái đây 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 thì em nay mấy nè, em đưa lên YouTube ai xài thì người ta tới liền. Còn mấy cái bằng bằng nhau này là nhiêu? 2 triệu con em hả? À. Quá trời. Dạ, quá trời luôn. Số lượng luôn, số lượng là cây kêu bằng đinh lăng khủng không nha. Dạ. Đinh lăng khủng khủng không à, quá trời luôn, nhà này toàn đinh lăng không. Còn ở trên lầu nữa nha, bây giờ sơ sơ nhiêu đây đó. Trên lầu là hủ bự không à? À hả, trên lầu hủ bự. Ai cần mà đinh lăng thì liên hệ với em. Đó. Em dẫn. Em dẫn đi. Đây là củ nào củ đấy thì không còn gì để nói luôn nha, cái tay mình này. Nó nhỏ đó. Đây chị này đó cũng cần ra đi với giá rất rẻ luôn nè. Bởi vậy anh Cường mới nói, anh Cường mới nói có chị Phượng xui lắm, em đâu có tin. Bữa nay đi rồi mới biết. À, xe ta đang chạy bình thường có chở ba đi xui hư luôn. Có tay. Đây cái coi kỹ là đinh lăng mà có chạm có điêu khắc thành rồng luôn nha. Đó. Đây cặp. Dạ, cặp rồng khủng. Họ có xe ở bên kia cho em nhờ xe qua rước. Ca cặp rồng khủng luôn nha. Quá đẹp luôn. Dạ. Cho em dẫn em lên trên em quay mấy cái bầu kia, giới thiệu có ai xài cái người ta chia bớt cho anh luôn, cho anh bớt bớt chặt nhà. Trời ơi gì đâu mà hữu đó mới giữ củ đó. Này mới giữ nè, quá trời luôn. Có củ sâm nữa nha. Còn là đinh lăng kêu bằng đinh lăng khủng không à, khủng khiếp không. Đây đi lên nhà của anh này luôn, chuyên là đinh lăng. Tại vì á ảnh dọn nguyên một cái nước bình em ngâm củ bự à. Dạ đồ không mấy rượu này ngâm uống à, rượu nhà ngâm uống. Còn hai cái bình lớn rồi nữa ha. Đó, tổng cộng mười mấy hũ, mười mấy 20 hũ. À, anh em nào có xài ở đây Vĩnh Long ngâm uống. Dạ, cái đó anh ngâm gì đó, chuối luôn. À vậy thà mấy cái rễ nó không 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 đẹp á. Dạ, mấy cái này giặt giặt cái. Dạ, cái đó cái nó không đẹp cái mình không có làm mà được cái vô bình. Dạ. Cái mình giặt bỏ luôn. Cái nào lựa là vô bình lớn hết rồi đó.
đó, nhiều rồi đó. Này toàn chữ đinh lăng không à? Dạ, đinh lăng không. Anh hốt nguyên con đường cà mà trồng đinh lăng mấy chục năm mà. Cái này là không có dễ kiếm đâu nha. Đó, nhà vậy đó. Đâu thấy đinh lăng? Nhà anh ở đầu đường, nhà ba. Nhà ba đầu đường. Dạ hả? Rồi. Dạ giờ đường rộng rồi. Quá trời luôn. Quá đẹp luôn. Nhà bên chợ em á, này nó đầu đường nè. Dạ. Kiểu bước đường kiểu hành kia đó. Dạ dạ. Dạ nó bước á. Lên về chảnh chết chơi. Dạ. Con nhỏ này giữ em đó. Hôm nay bây giờ này lắm, nó bữa nào để chú này chơi. Đây chạy xe